Thì CEO bảo rằng á, cái thằng này nó khôn không ra khôn mà khùng không ra khùng đó, mà ngu không ra ngu mà khôn không ra khôn. Nói chuyện thì phải có là kịch bản trước chứ có đâu mà nói không có đâu vào đâu. Tại vì CEO này nói chuyện thì có kịch bản nó quen rồi. Còn theo tôi cảm nhận thì sư Minh Tệ này nghe quý vị, người ta nói với cái tâm chân thật, đâu có cần kịch bản đâu. Thì hỏi người ta cái chi thì người ta nói cái nấy, biết cái gì người ta trả lời cái nấy. Và nhất là vấn về cuộc đời tu của ngài thì ngài tu làm sao ngài nói như vậy, chứ đâu có gì mà phải cần kịch bản đâu. Và cái chuyện thổi phòng hay không là do YouTube, cái chuyện tôn trọng hay không là do người dân, và tín ngưỡng hay không là do tư tưởng của mỗi người. Và hơn nữa cái CEO này cũng được nhiều người ngưỡng mộ mà, đâu có cái gì mà phải đi ra để mà thối mạ sư Minh Tệ một cách kinh hoàng như vậy. Và dùng những cái ngôn từ nghe rất là đáng sợ. Và cô ta còn tự bản lĩnh cho rằng cô ta là tòa án đó quý vị. Quý vị có nghe cái đoạn này không? Cô ta rất là hô hào: tôi chính là tòa án, và tôi không sợ bất cứ cái thứ gì, và tôi cũng không hề là ngán bất cứ một điều gì. Đó là câu nói của cái vị CEO này. Của người ta không có, mà mình đến mình nói, mình đặt điều, mình vu khống, mình bư ra thì mới gọi là móc môi. Thì chính thức giống như bây giờ là có cô CEO đó đang bư móc sư Minh Tệ đó, mới gọi là móc môi. Và cái thứ hai nữa, nói rằng tôi tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo thì lo tu đi, đừng có lên nhiều chuyện hay bà tám. Tôi xin thưa, đây là ngôn luận nha quý vị, vì ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Vì tôi cũng là người tu tại gia và tôi hành theo cái khẩu nghiệp thôi, có nghĩa là những gì tôi nói là những lời chánh, những lời lành, những lời tốt đẹp cho mọi người, chứ tôi không phải là người tu tịnh khẩu. Vì người tu tịnh khẩu thì mới không nói bất cứ một cái gì hay là một điều gì. Thì nếu quý vị phán xét tôi là cái người nhiều chuyện bà tám, đó là chuyện của quý vị. Nhưng mà đây là tự do ngôn luận, mà nhất là ngôn luận cái gì? Ngôn luận những điều lành, những điều chánh. Và nhất là với cái góc độ của người tu, tôi cảm nhận qua người tu, mặc dầu giữa tôi và sư Minh Tuệ bên sở hành của Đức Thầy dạy tín đồ Hòa Hảo, thì cái sở hành thì cốt lõi thì cũng giữ giới, làm lành, niệm Phật, ăn chay, tu hành cầu giải thoát. Còn sư Minh Tuệ thì hành bên hạnh đầu đà gì đó tôi không rành, nhưng mà tôi cảm nhận từ cái sự hành đạo, sự buông xả, sự nhẫn nhục, sự từ bi đó thì tôi đồng cảm. Và tôi để nêu lên quan điểm của mình, chứ không phải là tôi nói như vậy là để tôi theo cái hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ vì đó, hay là tôi phản thầy tôi. Xin thưa không có. Đây là những lời chân thành của tôi trước khi tôi trả lời câu hỏi của quý đệ YouTube. Nam mô A Di Đà Phật. Trở lại câu hỏi của đệ, thì ngày hôm qua xác thực là tôi cũng có xem. Tôi có xem thì gần đây là CEO Nguyễn Thu Hằng đề cập ám chỉ, chứ không có nói thẳng. Nhưng mà chính thức hôm qua nghe quý vị, có nói thẳng. Nói thẳng điều gì? Thì tôi nghe được như thế này. Nói thẳng rằng ngài là có một cái tổ chức, dùng cái từ tổ chức luôn nha, tổ chức để chống phá lại chính quyền. Và nói rằng là một thằng lang thang ăn dơ ở giấy đi khắp nơi mà mọi người tôn vinh lên và làm ảnh hưởng cái nước Việt Nam của bà ta, và người Mỹ thưa kiện. Cái điều này thì tôi cũng xin thưa với cộng đồng, nếu cộng đồng có theo dõi, và nhất là những vị đã từng yêu thương sư Minh Tuệ và ở nước Mỹ, có chuyện này không xin cho biết comment. Chứ tôi thì tôi không có biết, tôi chỉ nghe từ cửa miệng cái cô CEO này cáo tội sư Minh Tuệ như vậy. Và cái thứ hai nữa thì có đề cập rất là nhiều, mà tôi nhớ nhiều tôi thực lại nhiều hơn nha quý vị, vì cái đoạn live stream đó tới mấy tiếng đồng hồ là quá nhiều cái lời thối mạ, mà chỉ là đại để vài lời thôi. Rồi cáo buộc là cả gia đình của sư Minh Tuệ kêu gọi tiền từ thiện. Thì nếu như gia đình sư Minh Tuệ có làm điều này thì người ta sẽ nhận lấy cái hậu quả mà khi CEO cáo buộc. Còn không thì mong rằng gia đình của sư Minh Tuệ đứng lên để giải quyết việc này.
chứ mình thì không có thể nào can thiệp vô được nha quý đệ. Và cái thứ hai nữa, cáo buộc rằng nói là sư Minh Tuệ là người làm nhiễu loạn lòng dân, và những người đi xuống đường tung hô sư Minh Tuệ đều có ekip và đều có sự mướn. Mà tôi còn nghe rất là rõ từ cửa miệng của CEO này nói là mướn mỗi người 300.000. Thì tôi xin hỏi tất cả những người đã từng yêu thương sư Minh Tuệ và từng đã đi theo sư Minh Tuệ xuống đường, chứ riêng tôi chỉ xem qua màn ảnh không nha, có được sư Minh Tuệ mướn 300.000 một người hay không thì xin cho ý kiến và bình luận. Còn nếu như thật sự không hề có mà sư Minh Tuệ bị quan và bị CEO này cáo buộc một cách vô lý, thì xin hãy nói là tình nguyện và Nam Mô A Di Đà Phật cùng tôi, xin thành thật biết ơn. Tôi thấy những lời cáo buộc rất là đáng sợ, mà trong khi tôi thấy cái lượng xuống là ủng hộ sư Minh Tuệ rất đông, thì với cái sự mà sư Minh Tuệ là một cái người mà buông bỏ hết tất cả, không có tài vật gì hết, thì đấy lấy đâu ra tiền mà mướn dữ vậy quý vị. Mà tôi thấy trong đó thì người tu có, người đời có, người già có, người trẻ có. Tôi xem qua mấy cái clip đó nha, rất là đông mà rất là nhiều nơi, nơi nào cũng có, rồi trong nước cũng có, ngoài nước cũng có. Thì sư Minh Tuệ lấy đâu cái nguồn tài chánh tiền dữ mà mướn vậy đó. Nếu riêng cá nhân tôi thấy là người ta tình nguyện yêu mến thôi, chứ đâu có mướn gì đâu. Còn cái chuyện mà thổi phồng lên nói sư Minh Tuệ là Phật sống hay là nắm lãnh đạo tôn giáo gì đó là do những cái người ta thổi phồng, chứ sư Minh Tuệ chưa hề nói từ cửa miệng sư Minh Tuệ nghe quý vị. Mà tôi chỉ nghe sư Minh Tuệ nói là con đi tập tu và đi học tu á. Rồi nhiều người lại hỏi ngài, bảo ngài thuyết pháp, thì ngài nói là con chưa có đủ tư cách để thuyết pháp, mà con chỉ biết cái gì thì con chia sẻ cái nấy, khi nào con đắc đạo thì con mới là thuyết pháp được. Ngài luôn luôn nói câu đó, và đôi lúc vắng ngài cái gì đó thì ngài hiểu cái gì ngài nói cái nấy. Thì CEO bảo rằng á, cái thằng này nó khôn không ra khôn mà khùng không ra khùng đó, mà ngu không ra ngu mà khôn không ra khôn. Nói chuyện thì phải có là kịch bản trước, chứ có đâu mà nói không có đâu vào đâu. Tại vì CEO này nói chuyện thì có kịch bản nó quen rồi. Còn theo tôi cảm nhận thì sư Minh Tuệ này nghe quý vị, người ta nói với cái tâm chân thật, đâu có cần kịch bản đâu. Thì hỏi người ta cái chi thì người ta nói cái nấy, biết cái gì người ta trả lời cái nấy. Và nhất là vấn về cuộc đời tu của ngài thì ngài tu làm sao ngài nói như vậy, chứ đâu có gì mà phải cần kịch bản đâu. Và cái chuyện thổi phồng hay không là do YouTube, cái chuyện tôn trọng hay không là do người dân, và tín ngưỡng hay không là do tư tưởng của mỗi người. Và hơn nữa cái CEO này cũng được nhiều người ngưỡng mộ, mà đâu có cái gì mà phải đi ra để mà thối mạ sư Minh Tuệ một cách kinh hoàng như vậy, và dùng những cái ngôn từ nghe rất là đáng sợ. Và cô ta còn tự bản lĩnh cho rằng cô ta là tòa án đó quý vị. Quý vị có nghe cái đoạn này không? Cô ta rất là hô hào, tôi chính là tòa án và tôi không sợ bất cứ cái thứ gì, và tôi cũng không hề là ngán bất cứ một điều gì. Đó là câu nói của cái vị CEO này. Thì bây giờ cô ta sợ hay không sợ, ngán hay không ngán là chuyện của cô ta, cũng không ai mà can thiệp vô để làm cái gì. Mà ngày hôm nay á, có lúc á thì cô ta lại khóc, nói rằng sao mọi người là chữ cô ta không có làm gì hết á. Cô ta khóc, cô ta đau. Vậy thì cô ta thối mạ để mắng chữ lại người khác, cô ta có suy nghĩ lại không? Có suy nghĩ lại người khác cũng sẽ đau giống như mình hay không? Mà cô ta cũng đã từng chửi rất 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 nhiều người rồi quý vị ơi, chứ không phải là không đâu. Và thối mạ cũng đã rất nhiều người rồi, mà lúc nào cô ta cũng nói là cô ta là người từ bi, người yêu dân, yêu nước. Nếu thật sự yêu dân nha quý vị, yêu dân thì để cho dân yên đi. Tại sao yêu dân mà đem dân ra chửi hoài vậy? Thì tất cả là người dân mà. Dầu sư Minh Tuệ là ai thì sư Minh Tuệ cũng là người dân, là một công dân Việt Nam mà. Sư Minh Tuệ là công dân Việt Nam được chứng nhận đàng hoàng. Thì nếu thật sự yêu dân thì sao chửi dân hoài vậy? Còn nếu thật sự yêu đất nước, thì yêu đất nước thì để cho mọi người được sống lặng gió yên đi. Nói rằng ngài Minh Tuệ làm nhiễu loạn lòng dân, mà tôi thấy hình như cô này làm nhiễu loạn lòng dân thì đúng hơn. Đó là cách nghĩ của tôi nha. Nếu ai đồng tình thì tôi cảm ơn, còn không đồng tình thì có quyền cho ý kiến. Tại vì cô mới nói ngày hôm qua rõ ràng nè, cái cô CEO này nè, nói là kêu tất cả anh em YouTuber tấn công cái công ty Thiên Định Tệ gì đó. Thì cái đó có phải là đi xúi dục người ta không quý vị? Công ty đó là ai thì tôi không có biết thực hư như thế nào, nhưng mà thấy cô kêu ra rã vậy đó.
Thì bây giờ nếu mình thật sự mình thương dân thì để cho dân người ta bình an vào làm ăn đi. Còn nếu ai đó lợi dụng cái tiền từ thiện gì đó thì có chính quyền về nhà nước đứng ra để can thiệp và xử lý. Đó. Mà hơn nữa cô còn dùng là nước của cô ta, dân của cô ta luôn đó. Thì bây giờ cô ta nói cái gì mình không cũng không có quan tâm cái ngôn từ là của ai của. Nhưng mà thật ra nước là nước chung, nước Việt Nam là của chung của toàn thể nhân loại đại đồng chứ không riêng ai. Đó. Và người dân á thì người dân chung với nhau cùng mới là máu đỏ da vàng chứ không riêng ai. Nhưng mà nếu thật sự cô ta là người thương dân và yêu nước thì xin để cho mọi người bình yên đi, chứ sao lại lại đinh để xúi giục hoài vậy. Nói bắt lỗi Sư Minh Tuệ mà Sư Minh Tuệ âm thầm xuống đường đi khất thực, mà nói là Sư Minh Tuệ làm tội. Nhưng mà quý vị suy xét lại giùm tôi đây, cái người để làm nhiễu loạn lòng dân là ai, người xúi giục là ai? Sư Minh Tuệ luôn luôn khuyên người ta không à, khuyên đi về nhà, khuyên giữ giới, khuyên tu tập, tại người ta thương quá người ta chạy theo. Mà bây giờ bị cáo buộc một cái tội rất là nặng nề, gọi là cái tội là chống phá đất nước Việt Nam mình luôn đó. Thì tôi thấy với góc độ của người tu mà một cái sự quan tình như thế này tôi thấy xót. Dầu Sư Minh Tuệ có động hay không động, nhưng mà mình á, gọi là cái người mà có cái tâm gọi là chính trực đó, thì đều nhìn vô sự việc này đều thấy xót hết quý vị à, gọi là cái tâm cương trực đó. Thì thấy cái nỗi đau của một cái vị tu hành mà bị đau đớn như vậy, cô ta bây giờ là dùng những ngôn từ rất là nặng, thậm chí còn nói là cái thằng ăn dơ ở giấy đó là cô chà đạp hết sức luôn rồi. Nói là nói chung là dùng nặng lắm quý vị ơi, tôi cũng không có thể nào mà thực lại nổi nữa, tại vì cái những cái từ nặng quá tôi cũng sợ lắm, tôi không cũng không dám nhớ trong đầu tôi nữa. Nhưng mà dùng hết lời để chà đạp, để phỉ nhổ, người cho rằng Sư Minh Tuệ là kẻ vô dụng, không biết lo làm ăn. Thì Sư Minh Tuệ người ta chọn như vậy mà, người ta chọn cái con đường tu tập buông bỏ mà, người ta đâu có đấu tranh gì nữa đâu, mà thối mạng người ta rồi khinh bỉ người ta. Và hơn nữa rằng là bảo rằng ngài làm ảnh hưởng cái nước Việt Nam, làm xấu cái nước Việt Nam. Quý vị có công nhận lời nói của CEO này trúng không? Nói ngài làm xấu cái nước Việt Nam. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy đâu có xấu gì đâu. Tại vì cái việc làm của Sư Minh Tuệ, nếu ai đủ duyên á thì giác ngộ, từ bi, hiền lành, thánh thiện. Còn nếu ai không duyên thì không cần phải nghe theo, không cần phải làm theo, chứ đâu có gì mà gọi là ảnh hưởng cái nước Việt Nam, làm xấu cái nước Việt Nam. Thì tôi thấy cáo buộc cái điều này nó vô lý quá quý vị ơi, rất là vô lý nha quý vị. Cho nên tôi mong rằng những người đã nghe cái cô CEO này nói chuyện và đã ủng hộ cô thì nên suy nghĩ cho nó cặn kẽ lại đi, chứ vì một cái gì đó, vì một cái sự tức tối do ai đó chửi bới cô mà bây giờ cô lên cô phản đòn một cách nó khủng khiếp như vậy, mà phản đòn một cách nó không có lý lẽ gì hết á, và nó cũng không có dính đâu vào đâu hết trơn, cáo buộc người ta vào rất là nhiều tội. Thì dầu mình là ai nha quý vị, dầu mình là tổng thống đi, mình muốn buộc tội người ta cũng phải có chứng cứ hẳn hoài là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dầu mình là phiên tòa thẩm phán để phán tội tử hình cho ai đó, thì trước khi mình muốn tử hình ai thì mình cũng phải căn cứ vào điều luật đàng hoàng, và cũng căn cứ vào tội trạng người ta rây đàng hoàng, chứ không phải vì ghét người đó rồi mình buộc tội người đó. Nếu là tòa án thì phải công bằng chính trực, chứ không phải là do ghét người đó mà ghét người thời kiếm chuyện dệt thiêu đó, rồi cáo buộc cho người ta đủ tội hết trơn, rồi á là bắt người ta phải cúi đầu ghi nhận. Thì theo tôi thì cái điều này nó vô lý. Nhưng mà tại sao hôm nay cái CEO này nói mà không biết sợ bất cứ một điều gì? Vì cô ta đang ỷ tài. Ỷ tài nghe quý vị. Và ỷ thời. Tại vì quý vị có công nhận không? Cái cô CEO này phước lớn lắm. Chính vì cái phước của cô ta lớn nên cô ta là giàu. Và cô ta cũng rất là có cái thời. Cho nên cô ta nói cái gì cũng có người tung hô, và cô ta nói cái gì cũng có người theo hết. Và hiện nay rất rất là nhiều người tung hô cô ta. Thì quý vị ơi, tôi có một câu như thế này, người xưa nói á: phước ti không thấy mà còn, tài ti rùm rộ, nó mòn như cưa nghe quý vị. Thì dầu cái CEO này nghe quý vị, phước có lớn, nhưng mà phước là phước, mà nghiệp là nghiệp nghe quý vị. Tại vì á, thầy cho biết là lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, gắn bền chí có ngày thong thả.
Thì dầu mình có phước lớn như thế nào, có giàu có ra sao, tất cả những người ở trong gầm trời này đều sống trong cái định lực gọi là nhân quả. Nhưng mà đối với cái CEO này thì CEO này không có sợ rồi quý vị ơi. Tại vì CEO này đã hô hào rồi, nó không còn sợ bất cứ điều gì. Biết rằng là nhân quả có thật nhưng mà vị ấy cũng không sợ luôn. Thì bây giờ tôi không bàn tới cái chuyện là cái vị này là có bị lực nặng, lực nhẹ như thế nào, mà tôi chỉ nhấn mạnh một điều là ai cũng sẽ nằm vào cái định lực nhân quả. Thì bây giờ nếu như còn phước thì chưa đổ nghiệp, nhưng mà khi hết phước ai cũng sẽ có một ngày. Tại vì tôi nói một cái lý đơn giản để quý vị thấu hiểu nè. Cái cây á, nó ra hoa, ra trái xum xê cỡ nào, nhưng mà quý vị hái rồi quý vị không dung phân tứ nước thì cái cây đó dần dần nó cũng sẽ hết trái và hết ra hoa, rồi nó sẽ khô và sẽ chết. Là ý tôi muốn nói gì? Giống như cái vị này giàu có, cũng có làm từ thiện rất nhiều, nhưng mà cái khẩu nghiệp thật là đáng sợ nghe quý vị. Tôi đã cũng từng nghe ra rã nhiều năm nay rồi, nhưng mà tôi cũng chả quan tâm. Tại vì sao? Nếu mỗi một khi mà cái CEO này mà chửi ai là quý vị chỉ cần lên trang mạng, không cần biết quý vị coi cái gì, chứ không phải là coi cái vị này đâu, mà quý vị chỉ cần lướt cái trang mạng ra là thấy cái vị này là hiện đầy lên hết trơn. Hiện đầy lên bắt đầu là chửi ra rã trước cái mùa dịch luôn nữa, chửi rất nhiều người, thối mạ rất nhiều người. Thì quý vị ơi, cái khẩu nghiệp nó nặng nề lắm nghe quý vị, chứ không có tầm thường đâu. Dầu người giàu hay người nghèo, dầu người mua hay người trí, dầu người đó là như thế nào cũng không thể nào tránh khỏi cái lực nhân quả đó. Thành ra nhưng cái vị này không sợ, cứ làm thì một ngày nào đó nghiệp sẽ đến, mà nghiệp đến không ai có thể nói trước bất cứ điều gì. Thí dụ như cái phước của vị này quá lớn, quý vị vị này không hưởng, nhưng mà còn đời con đời cháu mình chi, còn những người xung quanh mình làm chi, đó là một cái sự thật, chứ không phải là mình châm biếm người ta hay là chỉ trích người ta. Nhưng mà nếu vị ấy không sợ thì thôi kệ vị ấy đi, cái CEO này không sợ. Nhưng mà tôi có lời thành thật và với cái tâm chân thành của tôi, nếu ai nghe lọt tai tôi cảm ơn, còn nếu không tôi cũng xin cảm ơn. Là những cái vị đã từng ủng hộ CEO này, xin hãy dừng lại đi quý vị. Ủng hộ cái gì? Ủng hộ cái chửi á, ủng hộ để thối mạ một ai đó, để mạ lụy một ai đó, để trượt để một ai đó, là xin hãy dừng lại đi, còn kịp lắm quý vị ơi. Đừng vì một cái trào lưu, đừng vì một cái người là hung hăng như thế này, bãi giàu bãi ỷ, rồi mình cũng nghe lời theo bãi luôn, thì mình sẽ cộng nghiệp chung. Vì tôi nghe người xưa nói một câu như thế này: một cái gặp đầu cũng đồng tội tai ương đó quý vị. Thì nếu như chúng ta cùng với cái vị này để a dua theo, phong trào theo, để là mã lị người khác, để vùi dập người khác, và để lấy một cái hãnh diện tự hào gì đó trong cái trào lưu hiện nay, thì rồi sau này ai gánh nghiệp cho mình? Không ai gánh giùm mình hết, mình tự gánh. Đây là tôi chỉ xin thưa và xin nói với những vị từng ủng hộ cái vị này thôi, chứ còn cái vị này không ai nói vô đâu. Cái CEO này là không ai nói vô nữa rồi, tại vì cái vị này gọi là một cái gọi là cống cao ngã mạng không thể tưởng tượng được, mà còn cho mình là một cái sứ mạng nữa, mà cho là một cái sứ mạng rất là lớn lao. Nhưng mà theo tôi hiểu biết nha quý vị, cái từ của sứ mạng thì từ xưa tới giờ không phải ai cũng có thể gánh cái khai chữ này được, chỉ có Phật Phật mới gọi là sứ mạng. Thì bà ta giờ bà ta cho bà ta là Phật rồi đó, bà ta hô hào bà ta là Phật rồi đó, mà bà Phật nữa đó nghe quý vị. Thì đó là cái hô hào của bà ta thôi, chứ thật ra thì tôi thấy không có kinh sách nào, không có cái là sự dạy bảo nào của là thánh hiền hay là tiền nhân hay là Phật hay là Bồ Tát nói rằng Phật và Bồ Tát xuống trần để chữ chúng sanh hết trơn á, không có nghe quý vị, không có. Có chỉ có cái CEO này tự cho mình là Phật thôi, thì họ CEO này thích thì cứ cho thôi, mà có phải Phật hay không? Cho nên chúng ta cần phải sáng suốt và nhìn ra cái chỗ này. Tại vì tôi cũng có nghe nhiều người là lên mạng cho ra là CEO này là Phật sống đó, là Bồ Tát sống đó. Quý vị ơi, tại sao tôi phải lên tiếng? Tại vì những cái ngôn từ này và những cái ý tưởng này là nó sai lệch với Phật Pháp nha quý vị. Làm đảo lộn sự thật nha quý vị. Rồi sau này những cái lớp nhỏ sau này, những cái hậu bối sau này á, nó đâu biết Phật thật là như thế nào.
Phật giả là như thế nào? Hỡi sao cái người mà hung hăng tàn bạo như vậy cũng là Phật, rồi cái người thánh thiện từ bi cũng là Phật, thì ở đâu là Phật thật, ở đâu là Phật giả? Rồi làm sao mà còn cái chuyện tu hành nữa hả quý vị? Rồi bắt đầu ai cũng mà là mạnh bạo hung hăng tàn sát với nhau, mạnh được yếu thua rồi hả, là ai là mạnh thì thắng, yếu thì thua rồi là không sợ luật nhân quả vẫn thành Phật, thì nói vậy ai còn dám tu nữa hả quý vị? Thành cái chỗ này mà tôi phải lên tiếng và ngôn luận đó quý vị, gọi là cộng vô cái sự can thiệp trong cái những cái ngôn ngôn luận đó. Chứ nếu mà nó không có liên quan tới cái từ mà mâu thuẫn là xưng Phật xưng Bồ Tát một cách vô lý như vậy, thì dù cô ta có cống cao ngã mạn thế nào, cô ta có chửi ai là chuyện của cái CEO, không liên quan tới tôi. Nhưng mà quý vị thấy tôi nói có lý không? Nếu có lý thì cho bình luận nhé. Tại vì làm gây mâu thuẫn, gây bất hòa rất là nhiều người và làm đảo lộn sự thật để cho sau này á, thí dụ người trí thì xét được và người lớn tuổi người ta nhận ra được. Còn những cái lớp trẻ sau này người ta học theo cái thói xấu đó, người ta lên người ta cào cấu, người ta chửi bới, người ta mạnh được yếu thua mà người ta vẫn hô hào người ta là Phật. Vậy thì Phật là ở đâu? Có phải là làm nó là sai lệch sự thật không? Làm nhiễu loạn lòng dân là làm mất đi cái nền thánh thiện của cái gọi là cái tín ngưỡng tôn giáo của đất Việt mình hay không? Thì tội lỗi đó Ngài Minh Tệ gây ra hay là cái CEO này gây ra hả quý vị? Tôi mong rằng quý vị lắng nghe và cảm nhận giùm tôi nha. Rồi tôi cũng thành thật khuyên những em trẻ sau này nên nhận ra đi, tại vì các em là người có ăn học không hà. Các em ơi, dù các em có tu hay chưa tu gì đó, nhưng mà các em cũng là thuộc cái người cũng có cái kiến thức, gọi là kiến thức nha, học vấn. Thì hãy nhận ra đi các em. Mình hãy nhận ra lịch sử và Phật như thế nào, ma như thế nào, chứ không thể nào mình nhầm lẫn một cách vô lý như vậy rồi tung hô lên. Thấy người đó mạnh quá, thấy người đó giàu quá thì mình cho người đó là Phật sống, là Bồ Tát sống. Không, điều đó là rất là sai. Tại vì Phật là luôn luôn dạy cho chúng ta trở về cái chân thiện mỹ và đi tìm đến con đường giác ngộ, chứ không phải là Phật dạy chúng ta để đấu đá lẫn nhau, tranh luận hơn thua và triệt để lẫn nhau để thành Phật. Điều này là không đúng nha quý vị, không đúng với cái kinh điển nhà Phật hay là giáo lý của thầy tổ. Vì vậy mà tôi có đôi lời để chia sẻ. Nếu ai đó đồng tình với tôi thì cùng nhau Nam Mô A Di Đà Phật. Và từ nay về sau, cái CEO này có nói cái gì thối mạ Ngài Minh Tuệ, mình không bận tâm và mình giữ vững lập trường, thấy được Ngài Minh Tuệ là người tốt và người tu đúng, mình ủng hộ. Mà cái ủng hộ này không phải là mình đi chửi lại cô ấy là mình ủng hộ, không phải, hay là mình chạy xuống đường mình ủng hộ, không phải, mà ở nhà mình giữ giới, mình tu tập, mình niệm Phật, sửa tánh căn lòng, và dầu cho ai nói ngã nói nghiêng mình vẫn yêu thương sư Minh Tuệ. Đó là tôi có đôi lời mong rằng những người đã từng yêu thương sư Minh Tuệ hãy giữ vững lập trường, chứ nếu không mình cuống cuồng lên, mình nóng nảy, mình chửi lại để mình binh sư Minh Tuệ thì mình đã đi vào cái bẫy của ma dương đó quý vị. Tại vì ma nó hay lắm nha, nó biết mình như thế nào hết trơn á, thì bây giờ á nó sẽ làm kích động mình, thì kích động bằng cách nào? Nó nói xấu những người mình yêu mến, hay là nó nói xấu thầy tổ mình, thì mình bức xúc, mình ra mình chửi, thì mình chửi mình sân si lên thì mình và ma cũng đồng nhau rồi đó quý vị. Thì họ họ chửi người mình yêu mến, họ chửi thầy mình, họ chửi bậc chân tu, thì mình tức giận mình chửi lại họ, thì mình và họ cũng đồng nhau. Vì vậy cho nên mình yêu thương sư Minh Tuệ, không ai có quyền thay đổi mình, và cũng không ai có quyền là làm cho mình phải mất đi niềm tin. Đó là những cái vị mà đã từng yêu thương sư Minh Tuệ. Còn riêng bản thân tôi thì tôi cũng mến, tại vì sao? Thấy cái người tu nó chịu khổ hạnh quá và chịu nhiều cái là quan tình quá, tôi đồng cảm và chua xót. Còn bản thân tôi thì tôi đã có thầy tổ rồi đó, nhưng mà vì sự đồng cảm mà tôi nói và chia sẻ. Và tôi thấy cái luồng sóng này á, nếu không bình tĩnh, không tỉnh táo nghe quý vị, thì chúng ta đều là khẩu nghiệp hết luôn. Tại vì cứ chửi với nhau hoài luôn, không bao giờ chấm dứt được. Gọi là cái khẩu mồm á, luôn luôn đó là đấu với nhau suốt, thì cái điều này cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp và cũng chẳng có giải quyết được điều gì. Mà mong rằng nếu như những vị nào
có cái thẩm quyền để là can thiệp vào cái sự việc mà CEO này đã vu khống Sư Minh Tuệ, người ta sẽ vào cuộc và can thiệp và làm rõ trắng đen ai là đúng ai là sai, ai là kẻ lừa đảo. Còn người dân thì mong hãy bình tĩnh, mình có duyên yêu mến một cái vị nào thì mình giữ vững lập trường cái vị đó. Còn người nào đã từng yêu mến cái CEO này nhưng hôm nay CEO này phát ngôn quá cuồng ngôn là loạn ngữ và đảo lộn sự thật và mắng chửi mọi người một cách không thương tiếc thì xin hãy suy xét lại có nên ủng hộ nữa hay không. Và nhất là cái đoạn clip vừa rồi trước đây cũng có tuần gì đó nói là ngoại tình với ông trời luôn đó, có phải là xem trời bằng dung không? Và cô ấy còn nói là ông trời là tình nhân của cô ấy và xúi giục cô ấy để là làm những cái việc sai quấy và làm những cái việc đó là xấu gì đó, mà có ông trời nào xúi mình làm gì xấu không mà cô ta dám cho cô ta là như vậy luôn đó. Thì quý vị cảm thấy những cái ngôn từ này có nên ủng hộ nữa hay không và có nên đi theo cái CEO này để tung hô nữa hay không? Tôi mong rằng quý vị suy xét lại. Còn nếu nó chính thức vào luật nhân quả thì em à, cái vị CEO này cũng đã hô hào nói là một cái sứ mạng, mà bây giờ tôi hỏi sứ mạng đó là sứ mạng gì nè, sứ mạng gì mà đi chửi bới người tu nè, phải không? Ngoại trừ một cái sứ mạng này nha, thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma trời mở cửa quỷ dương xuống thế, gọi là sứ mạng của quỷ dương là luôn luôn chống phá và tiệt để những người tu hành chân chánh nghe đệ. Còn hai nữa là vị này không còn xem lực nhân quả ra gì và tự cho mình là tòa án và tự cho mình là tình nhân của ông trời luôn. Thì vị này là ai? Nếu như vị này có linh hồn thì nhất định sẽ vào địa ngục, tôi khẳng định luôn. Còn ai đó đu theo cái vị này thì sẽ theo địa ngục luôn, gọi là đi theo cái CEO Nguyễn Phương Hằng này thì sẽ vào địa ngục hết. Tại vì sao? Nếu nói về luật của nhà đạo, nếu nói về luật pháp ở thế gian nha đệ, trước khi tôi trình bày luật pháp thế gian, luật pháp ở thế gian là em chửi mắng, em mạ lị, em vu khống người ta, đó là em phạm vào tội phỉ báng. Luật pháp của Việt Nam mình nha, có luật đàng hoàng, tội phỉ báng. Nhưng người tu người ta không có còn tịch kiện thưa mình nữa. Thì bây giờ cái luật ở thế gian này á, nếu kiện thưa là phạm vào tội phỉ báng. Còn không kiện thưa thì đã có những cái vị người ta gọi là chính nghĩa đó, người ta đã ra tay người ta để đối trị lại rồi. Thì hậu quả như thế nào thì nó còn diễn ra nhiều lắm, nó còn nhiều cái gay cấn lắm chứ không phải đơn giản. Còn nếu nói về luật nhân quả, tôi đi thẳng là luật nhân quả nè, thì á không, dầu mình là ai mà mình chửi người là mình sẽ mang tội, chửi một người bình thường cũng đã có tội rồi, huống hồ chi chửi một bậc chân tu. Tôi vẫn lặp lại cái từ chân tu, với cách nghĩ của tôi là chân tu, tại vì tôi thấy cái sư Minh Tuệ này hiền lành quá, từ bi quá, buông xả quá á, thì tôi cho đó là chân, tại vì chân tu là không vướng mắc là chân tu. Thì một cái vị chân tu mà mình đó là mắng nhiếc chửi mắng thối mạ người ta thì chư tổ có câu như thế này nè, thà là thấy đục vạn dòng sông chứ đừng thấy đục tấm lòng người tu. Nếu sư Minh Tuệ người ta vững lòng vững chí, người ta tu đến ngày đắc đạo luôn thì quá tốt đẹp rồi. Nếu như sư Minh Tuệ người ta có sự đau đớn gì đó mình làm cho người ta động tâm đó thì có phải mình là cực kỳ gian ác không? Tại sao người ta không động tới mình, người ta tu thôi mà mình lại lên chửi mắng người ta, rồi rất rất nhiều người lên chửi mắng người ta để cho người ta đau khổ và tổn thương. Mình rất là ác, ác lắm quý vị ơi. Dầu sư Minh Tuệ không buồn nhưng mà mình chửi là mình sẽ tội. Bất cứ một người nào chửi sư Minh Tuệ đều phạm tội, và cái tội đó là đi thẳng vào địa ngục. Mà nếu ai thắc mắc nói ừ, tôi vô địa ngục chưa mà lại khẳng định như vậy, tôi chưa vô địa ngục tôi mới không dám vô địa ngục nghe quý vị. Mà tại sao tôi biết có địa ngục? Tại vì kinh Phật có dạy có địa ngục, đó là kinh nào? Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị không tin tôi thì cứ vô kinh Địa Tạng mà tra cứu. Thì tôi rất sợ, chính vì tôi chưa từng vô địa ngục tôi mới sợ, và không biết nhiều kiếp trước tôi có vô chưa, nhưng mà bây giờ tôi đầu thai lại thì tôi đã thành người là tôi đã may mắn, tôi mừng rồi và tôi nghe lời Phật dạy rồi, và phải sống thiện lương, giữ gìn khẩu nghiệp và đừng có gieo cái ác nghiệp để rồi phải vào cảnh giới địa ngục bị hành hình. Tôi sợ. Còn nếu người nào không sợ thì cứ làm. Và hơn nữa,
dầu cho mình đã nghe quý vị chưa chết xuống địa ngục đi, nhưng mà ở thế gian này nè, mình mắng chửi ai đó, mình xúc phạm ai đó, mình đã gây hấn với một cái người mà đã nhiều người yêu mến như vậy đó, mình đã mất lòng như vậy đó, thì mình có yên thân hay không nè? Khi mình bước ra đường rồi mình sẽ thấy những cái ánh mắt người ta nhìn mình, và những cái lời người ta cũng sẽ chửi lại mình, tại vì nhân đó quý vị, gieo nhân thì gặt quả. Mình gieo cái nhân thiện lành, mình gieo cái lời từ bi thì sẽ có người khác nói lời từ bi với mình. Còn mình gieo cái nhân ác, mình nói ác thì nhất định sẽ có người khác nói ác lại với mình. Còn mình gieo cái nhân chữ rủa thì nhất định sẽ có người khác chữ rủa lại mình. Không hề sai chút nào đâu quý vị. Tôi hiểu được như vậy và tôi khẳng định được như vậy. Chứ nếu nhận là sư Minh Tuệ là đấng tối cao thì chị không dám lên tiếng cái câu đó nghe đây. Nhưng mà đây là người tu chân chánh, mà động vào người tu là phải bị quả báo luân hồi và bị tội và đọa địa ngục.